làm thế nào để các bạn có thể kiểm tra là cái tên miền nó đã được trở thành công đến cái hot hay chưa, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Xin chào các bạn, rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Và khi các bạn cấu hình tên miền vào hosting, hay còn gọi là trỏ, hay còn gọi là DNS tên miền vào hosting, thì làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta làm cái việc này nó có thành công hay chưa? Thì cái ngoài cái việc là chúng ta sẽ kiểm tra lại hai cái bảng ghi cơ bản, đó là cái dấu A cộng nè, loại bảng ghi là A, IP address, và cái giá trị bảng ghi là cái địa chỉ IP của cái host ra, và cái tên bảng ghi là World Web CNAME, và trỏ thẳng đến cái tên miền luôn. Ví dụ như eti.vn thì trỏ đến eti.vn luôn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra cái này. Và chúng ta còn một cách nữa, đó là chúng ta sẽ ping. Chúng ta sẽ ping cái tên miền này xem là cái kết quả trả về nó có phải là cái địa chỉ IP của cái host hay không. Thì để làm được điều này á, thì các bạn sẽ vào star này, cái gọi bạn gõ là cmd. Sau đó các bạn gõ chữ ping, ping cách ra. Các bạn copy cái tên miền, các bạn dán vào và các bạn gõ enter. Và các bạn sẽ nhìn ha, nếu mà nó trả về nè, cái chữ reply nè, 4 hàng và có mấy cái hàng này nữa và có địa chỉ IP ở đây, thì có nghĩa là chúng ta đang ping thành công đến cái tên miền đó. Và các bạn sẽ kiểm tra xem là cái địa chỉ IP nó có giống như là cái địa chỉ IP mà chúng ta đang cấu hình hay không. Nếu mà kết quả nó trả về là giống thì chúng ta coi như là đã cấu hình thành công. Ví dụ ở trong clip này thì với cái tên miền eti.vn này á, thì cái giá trị bảng ghi mà mình đang cấu hình với địa chỉ IP là 202.92.7.103. Và khi mà mình ping bằng cái phần mềm là CMD trên Windows thì cái kết quả trả về nó cũng là 202.92.7.103. Thì coi như là chúng ta đã kết nối trỏ DNS thành công cái tên miền vào hosting. Và như vậy là chúng ta có thể yên tâm để sử dụng rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Và các bạn vừa xem xong cái clip hướng dẫn này. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị, có ý nghĩa với bạn, thì các bạn hãy cho mình xin một nút đăng ký. Các bạn có thể bình luận những cái điều, những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi mình sẽ trả lời cho các bạn. Và hãy bấm luôn vào cái hình quả chuông để mỗi lần mình ra video mới thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.